Kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh thời tiết duy trì trạng thái ổn định, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 33 đến 34 độ, tăng 1 đến 2 độ so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới, khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa suy yếu nên thời tiết các địa phương trong tỉnh ít biến đổi và được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau: khu vực Đông Bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà. Mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 93%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 91%. Khu vực thành phố Hải Dương, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 66 đến 90%. Sau đây là thông tin thủy văn. 24 giờ qua, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1m27. Ngày mai, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước lúc 19 giờ ở mức 1m đến 1m10. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 6 giờ 30 ở mức 1m15 đến 1m25. Thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước sẽ kết thúc bản tin tối nay.